Dạ con xin được mến chào và chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc quý cô chú ngày mới luôn nhiều năng lượng, một ngày mới thành công ha. Hôm nay thì tiếp tục giao lưu đến quý cô chú, mời quý chú cùng ghé lại vườn của chị Diệu Huy để mình xem một clip mới với con. Hôm nay toàn cây đẹp không quý cô chú, toàn cây mới đẹp không, lớn nhỏ gì cũng là mới hết. Đây xanh rồi tường vi, khế, nguyệt quế, hoàng anh mộc, kim quýt, rất là nhiều loại luôn ha. Me, khế thì đang quá trời bông luôn nè quý chú. Có ba cây này rất là đẹp đây ở đầu clip. Mai chiếu thủy, linh sam và một cây me dáng văn nhân. Thì con mời quý chú cùng gặp lại chị Diệu Huy ha. Chị sẽ giới thiệu báo giá cho mình được rõ hơn. Dạ em chào chị. Dạ em chào anh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em tiếp tục giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Em có một số loại cây như là mai chiếu thủy nè, linh sam, rồi cây ăn trái em có me, rồi kim quýt, rồi khế hết cô chú anh chị. Thì số điện thoại của em là 0939081082, số đó là số Zalo của em luôn. Em ở quận Long Biên, thành phố Cần Thơ ạ. À. Dạ, rồi. Dạ để em xin giới thiệu cây đầu clip của nhà em ngày hôm nay ha. Thì hôm nay em giao lưu cùng cô chú anh chị cây đầu clip đây là một cây mai chiếu thủy nu gò công hết cô chú anh chị. Đó, mã này là mã 1K ạ. À. Rồi, em xin phép cây quay một vòng rồi em sẽ báo thông số chi tiết ạ. À. Đó. Cây dạ. Mai chiếu thủy tông cao cành rớt ha, nu gò công. Đây. Rồi em sẽ báo thông số ạ. Cây này to cao hả chú? Dạ cây có chiều cao lên đây là được 127 hết cô chú anh chị. Dạ. 127. Em đo cái tàn dài ạ. Dạ tàn dài là từ đây qua đây là được 85. Em sẽ đo cái cành gớt không? Cành gớt đo từ đỉnh xuống đây là được đây. Dạ đây là được 89 đó cô chú anh chị ha. Dạ. Từ đỉnh đây xuống đây ạ. À. Rồi em sẽ đo cái hoành thân ở dưới đây đi. Một hoặc. Dạ đây hoành thân là được 38 ạ. À. Dạ. Đó. Rồi cây nở phần đế ở đây ha. Dạ nở đế là được 56 ha cô chú anh chị. Đây. Mai chiếu thủy nu gò công ha. Em xây một vòng rồi cho cô chú anh chị nhìn tổng quát cái cây nè. Cây thân già nu từ gốc lên tên tới ngọn luôn nha. Đây đó. Thân già nu xù dữ lắm luôn. Tay cành thì lớn ha. Riêng một cái cành gớt này không ha là mình nuôi lâu năm dữ lắm luôn. Em sẽ đo cái độ lớn của cái tay cho cô chú anh chị biết rõ cái cây được già nuôi lâu năm ha. Dạ ngay chỗ này là em đo được 15 cm ạ. Dạ rồi 15 cm. Cốt cành to ha chú. Dạ nu mặt cắt là kéo rất là mạnh rồi nghe cô chú anh chị. Ngay chỗ này ha. Mặt cắt kéo rất là mạnh. Đó. Rồi thân thì nở đế ha cô chú anh chị. Thân to nở đế giót ngọn lên trên. Thì cây nó có một cái cành áp ngay chỗ này nè cô chú anh chị. Đó. Cành áp ha. Mà đã lâu rồi. Nó đã dính rồi. Đây. Thì từ đây tới Tết cô chú anh chị có thể cắt ra được nha cô chú anh chị. Đó. Cái cành áp ngay chỗ này. Đây. Đó. Rồi còn lại là một cái cây liền lạc hết hết cô chú anh chị. Riêng cái cốt ngay chỗ cái cành gớt này không là 15 cm này nè. Bên đây cũng khoảng 15 cm ha. Cái ngọn cũng vậy luôn. Rồi từ thân già thì ha. Những cái cây mà tông cao như thế này đây thì cái thời gian nuôi nó sẽ lâu hơn là những cái cây mà nó lùng á cô chú anh chị. Đó. Thì mã này là mã 1K hết cô chú anh chị. Cây mai chiếu thủy nu gò công. Mã 1K. Em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 11.500.000 ha. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Đây. Em sẽ xây một vòng cho cô chú anh chị nhìn được tổng thể cái cây thêm một lần nữa ha. Đó. Thì thân thì nu cốt lớn hết trơn luôn. Cây này là tương lai là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với bây giờ luôn nha cô chú anh chị. Nhìn đó. Ở ngoài nó to lắm cô chú ơi. To xù xì ha. Nu thì nhiều, dưới có chi tử. Nuôi lâu năm rồi. 11.500 chị ha. Dạ đúng rồi anh. Bảo ship toàn quốc luôn ha cô chú. Này đóng cái kiện rất là to luôn. Dạ. Rồi đổi giúp em luôn chị ơi. Dạ. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. Em sang mã 2K. 2K em có một cây linh sam. Linh sam này là linh sam song hình ạ. Đây. Cây này thì cái bộ đế của cây ha. Linh sam á. Cô chú anh chị nhìn tìm lâu lắm. Nó mới được một gốc mà quái như thế này nha. Thân to quái nhận tắt. Những cái này là đều dính liền với nhau hết luôn ạ. À. Yeah. Thân quái cực kỳ luôn ạ. À. Rồi em sẽ đo thông số em báo luôn ha cô chú anh chị. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 52 hết cô chú anh chị. Tàn ngang của cây là được 72 ạ. À.
Dạ, tàn dài là được 1 mét ạ. Rồi, tán rộng 1 mét quý cô chú ơi. Rồi, đây. Em đo tổng cái ạ. Đây, đây, đây chị. Tổng cái hoành đế ở dưới này. Tổng hoành đế là được 110 hết cô chú anh chị. Dạ. Đây, tổng hoành đế là được 110. Để coi còn cái chi tiết nào để em đo cho cô chú anh chị gõ ha. Ngay chỗ này đi, đo một bên bên đây đi. Dạ, một bên đây là được 62 nè cô chú anh chị ơi. Đây là đó. Nó dính nè cô chú. Dạ, hai cái này là dính, dính cực kỳ luôn, thăng nó quái lắm luôn ạ. À. Toàn bộ nó ôm rễ với nhau cô chú, nó dính nhau hết trơn luôn ha, chứ không phải là nhiều cây ghép lại nhau chú, rất là độc đáo luôn. Đó, cô chú nhìn kỹ nè đó. Cái cây này là cốt cành, có nuôi cắt giật được một thời gian luôn rồi nè cô chú anh chị. Đây, cốt ở trong rất là to ha. Dạ. Mã này là mã 2K hết cô chú anh chị. Cây Linh Sam Song Hinh này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 10.800.000 ha. Đó thì em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Thường là mình thấy cây ghép nối là nhiều chị ha. Còn dạ đúng là rồi. Một cây một thôi chứ nó dính nhau luôn mà nó đi ra vậy nè. Những đây luôn. Cái này là nó dính liền hết trơn nguyên một bệ đế luôn nha cô chú anh chị. Linh Sam mà nó có được một cái dáng như thế này đây là cô chú anh chị có thể là tìm lâu lắm nó mới được một gặp một cây như thế này ha. Cây này là một cây tương lai luôn đó cô chú anh chị. Hiếm đó. Luôn chứ. Dạ. Chị đo cái chiều dài của cái từ cái mình này giùm em cái chị. Dạ rồi ok anh. Chiều dài bên đây qua anh kia giùm em cái ha. Dạ, chiều dài từ đây qua đây là được 47 ạ. 47 hả cô chú? Dạ. Đó. Dạ, nó dính với nhau, nó cuộn với nhau. Rồi, giá là 10.800.000 anh. 10.800.000 hả cô chú? Dạ. Không chậu chị ha. Đi dạ. Ship không chậu. Dạ thì cô chú anh chị nào ở gần em sẽ ship chậu luôn. Chậu này chậu xi măng không có giá trị nghe cô chú anh chị. Dạ. Tại vì cây này là cây đang nuôi thêm ha. Còn ở xa thì em xin được phép rút chậu bó bầu ạ. À. Dạ rồi, đổi giúp em luôn ha. Dạ rồi, em đổi qua mã ạ. Em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị một cây me. Cây này là me đọt đỏ ha cô chú anh chị. Đó, cây một cây me cành rớt văn nhân ha. Cây dáng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Me tông cao cành rớt, em xin được phép đo thông số luôn ạ. À. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 1 mét ạ. À. Tàn dài từ đây qua đây là được 60. Từ đỉnh xuống cành rớt là được 79 ạ. À. Dạ. Dạ hoành thân cây là được ngay 15. Cây có phần đế nở ở đây ra là được 35 hả cô chú anh chị. À, đó. Nó có giống như một con thú á, phần đế đây nè. Cái thân ở đây là được 15 ha. Rồi tờ giót mỏng trên đây thì nó còn nhỏ lại. Cái cành rớt rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Cây riêng cái cành rớt này là mình đã nuôi lâu năm lắm luôn ha. Thì em sẽ tiến hành đo cái thông số cái cành rớt này luôn là được khoảng 9cm ha. Dạ 9cm cô chú. Ở đây dạ. Thì xé như từng tay mâm rõ rõ nét ha. Me này là me đọt đỏ nè cô chú anh chị. Đang dạ. Ra lọc màu đỏ luôn ha. Dạ rồi. Rồi cây liền lạc hết. Em không có thấy là có một lũa chỗ nào hết hết cô chú anh chị. Thì mã này là mã 3A. Một cây me thái đọt đỏ. Em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1.900.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Chậu thì em xin được phép rút chậu bó bầu. Đó, cây thuần chậu. Nên cô chú anh chị yên tâm ha. Thì cây nhà em bán sẽ bao sống cho mình và bao ship tới nhà được quyền kiểm tra hàng rồi mình thanh toán ạ. 1.900.000 thôi chị hả? Dạ đúng rồi anh. Cây này quá đẹp luôn cô chú, chỉ 1.900.000 thôi ha. Thân thì lắc lượng, cành rớt xa lắm cô chú. Rất đẹp. Dạ. Rồi. Tiếp tục giúp em ha. Dạ rồi, tiếp theo em giới thiệu mã 4K. 4K đây là một cây xanh ạ. À. Cây này là một cây xanh thành phẩm rồi ạ. À. Không có còn dây nữa, cái gọng chữ C rất là duyên luôn ạ. À. Rồi em sẽ đo thông số. Cây có chiều cao lên đây là được 54. Dạ. Tàn ngang là được 53. Dạ tổng tán dài là được 82 ạ. À. Em đo cái hoành thân ngay chỗ này là được 21. Cái cốt bự hay không chú? Cái cốt to nuôi lâu à? Dạ tổng phần đế ở đây là được 71 ạ. À. Chiều dài dán nằm ở đây là được 36. Cây liền lạc sạch sẽ hết ạ. À. Đây. À, tay cành ở đây là lớn hết luôn rồi cô chú anh chị. Giót ngọn lên ha. Đây. Có một cái cành gớt ở đây rất là duyên luôn. Gọng gọng C. Cái này là gọng C. Dạ. Đây. Mã này là mã 4K. Em xin phép báo giá cây xanh mã 4K. Em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1.900.000.
em cũng ship toàn quốc cho mình ạ. Chậu thì em xin được phép rút chậu ạ. 1,9 triệu quý cô chú ơi. Cây thì không còn dây còn gì nữa hết ha, đã tháo hết cây rồi. Già cực kỳ luôn, côn tỉa lại có rễ buông xuống luôn đó cô chú anh chị. Cây già lắm, sạch sẽ. Cây này thì em không có thấy lỗi ha, không có khuyết điểm luôn. 1,9 triệu chị ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi đổi giúp em luôn. Dạ rồi, em qua mã 5K. 5K em có một cây khế. Đây là khế Nhật, gốc là gốc khế chua. Cây hiện đang phun hoa luôn rồi. Những cây khế như thế này đây về nhà cô chú anh chị cái lượng trái sẽ rất là nhiều ha. Khủng cây bông của chú. Tàn này là sữa cây ghép nhưng mà được nuôi lâu lắm luôn nha cô chú anh chị. Thì gốc chua ghép khế Nhật ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 58. Dạ tổng cái tàn ở đây là được 77 ạ. Tàn tròn do luôn đó cô chú anh chị. Rồi em sẽ đo cái hoành thân ở đây. Dạ hoành thân ở đây là được 31. Đây, dạ. Cây thân to cô chú anh chị, ngay 31 em tính 30 thôi ạ. Cái hoành đế ở đây là được 54. Cây dáng nằm như một con thú luôn, đế bệt ra ha, thân rất là to. Được ghép cho mình 4 bo. Những cái bo ghép là lớn hết. Cây này là ghép lâu năm rồi cô chú anh chị ơi, bo ghép lớn ha. Đó, là sạch sẽ, không có bị lỗi lầm khuyết điểm gì hết. Tàn tán rất là mịn luôn, lượng hoa trên cây thì rất là nhiều. Đang đậu trái luôn rồi ạ. Rồi, mã này mã 5K, cây khế Nhật này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 1,500,000. Em ship toàn quốc. Chậu thì cũng không có ship hết cô chú anh chị. Dạ. Mình chơi bông không cũng đẹp vậy ha. Dạ. Quá đẹp luôn. 1,5 triệu của chú ha. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ rồi, em sang mã 6K. 6K em có một cây kim quýt ạ. Cây này là cây riêng, em không có ghép gì hết. Cây một cây thành phẩm nữa cũng không có còn dây luôn. Cây kim quýt này rất là già luôn rồi cô chú anh chị ha. Cốt cành đã lớn mà không có còn dây gì hết. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 56. Tàn dài của cây là được 68 ạ. Dạ. Tàn ngang là được 45. Hoành thân là 26. Hoành thân 26. Được, được. Hảo đây đi chị. Dạ đế là được 58 ạ. Dạ 58. Cây nó có phần chóc da ở đây á cô chú anh chị. Nhưng mà kim quýt là thân gỗ cứng, nó xăm cứng sành hết. Đó cái này là rong rêu nó đóng á. Nghe cô chú anh chị, nó có chóc da nhưng mà cái này là rong rêu đóng nha. Nó già lắm, cứng lắm nên cô chú anh chị yên tâm chơi ha. Thể loại kim quýt à, không có ảnh hưởng về sau ạ. À. Rồi, thì ở trên đây là đã không còn dây nhợ gì hết ha, một cây thành phẩm luôn. Mã này mã 6K. Cây kim quýt này em giao lưu 1,9 triệu ạ. À, cũng cây thì bán đều là bao ship tới nhà cho cô chú anh chị ha. Riêng chậu thì em không có ship được. Em mong cô chú anh chị thông cảm ha. Em bó bầu, cây là thùng chậu hết nên em sẽ tiến hành bó bầu. Rồi đóng thùng xốp hay kiện gỗ gì gửi đến cô chú anh chị. Dạ 1,9 triệu theo chú. 1,9 triệu mã 6K. Cây kim quýt ạ. Tiếp chị ơi. Rồi em sang mã 7K. Em có một cây cơm nguội ạ. À, cây đang có trái luôn. Đó. Mỗi tược ra đều có trái hết đấy cô chú anh chị. Dạ cơm nguội. Dạ cái này là nguyên một cái rừng luôn á. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 49. Tàn dài của cây là được 52. Dạ tổng cái hoành ở đây là được 42 ạ. Dạ. Rất là nhiều thân luôn. Nhiều thân nhỏ trên một cái thân lớn dáng nằm ha. Đây lượng trái trên cây nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Đó dạ. Đây nè. Đọt trái nào cũng có trái hết ạ. À. Dạ. Rồi mã này mã 7K. Cây kim nguội này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1 triệu. 1 triệu em bao ship luôn ạ. À. Cây thuần chậu lâu lắm luôn rồi hết cô chú anh chị. Đang ra lọc non ha. Thuần chậu khỏe mạnh. Trái rất là nhiều luôn. Dạ, mình mua những cây lạ lạ như thế này mình sưu tầm ở vườn mình cho phong phú ấy cô chú anh chị. Rồi mã 7K 1 triệu một gốc cơm nguội ạ. Dạ tiếp luôn. Dạ rồi nha. Tiếp theo em sang mã 8K. Em có một cây dúi. Đây, dúi hay là hoàng anh mọc ạ. Đó, cả những cây này là đều thần chậu hết, em đã vô dây nuôi tay cành được một thời gian hết luôn rồi ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây được 54. Tổng tàn dài ở đây được 70 ạ. Rồi tàn ngang ở đây được 56. Gọc C cũng đẹp lắm luôn chú, dễ thương. Hoành thân ở đây được 39 ạ. Nguyên cái phần đế đây là sẽ nhiều hơn ha. Cái cành ở đây có cái gọng luôn đó cô chú anh chị. Rồi mã 8K cây dúi
em giao lưu đến cô chú anh chị giá 900 ạ. 900 em bao ship cho cô chú anh chị luôn ạ. Đó, 900.000. Gốc rất là to luôn hết cô chú anh chị. Đây, mã này mã 8K, một cây dưới ạ. Dạ 900. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Dạ rồi, em sang mã 9K. Em có một gốc bằng lăng, em ghép với tường vi. Hiện tại là em sẽ ghép cho cô chú anh chị như cây này là ba màu, màu đỏ, màu hồng và màu trắng ha. Đây, đây là quýt lũa của bằng lăng cô chú anh chị, lũa thiên nhiên ha, lũa tự nhiên, nó sành xăm cứng quá đá hết luôn. Những cái bo ghép là đã lớn hết luôn. Em đo thông số ạ. Chiều cao lên tới phôi của gốc bằng lăng là được 37, lên tới đọt tường vi là được 62 ạ. Tàn dài của cây là được 60. Dạ em đo tổng cái hoành của bằng lăng là được 67 ạ. Dạ lắm dạ quý chú ạ. À, ba màu luôn chị hả? Dạ đúng hồng rồi. Hồng quyết long, đỏ quyết long và bạch quyết long luôn. Ba màu đủ hết trơn luôn quý chú. Cây này nở hoa rất là đẹp nha cô chú anh chị. Riêng cái màu quyết long này mình trên lá cũng đẹp nè, ra lọc là màu đỏ. Từ từ về sau thì nào nó sẽ chuyển sang đậm hơn ha. Rồi mã này mã 9K, gốc bằng lăng ghép từng vi nè, em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 1.200.000 bao ship ạ. 1.200.000. 1.200.000 thôi chú. Cây thì là cây khai thác cho nên nó có lũa tự nhiên của nó. Già lắm. Rồi, đổi giúp em luôn ha. Dạ, thì cái nào cô chú anh chị không gõ cứ liên hệ số điện thoại của em ha. Em sẽ chụp hình cho chi tiết cho cô chú anh chị hơn ạ. Thì tiếp theo là mã 10K, em giới thiệu một cây nguyệt quế, lá sắn hoa chùm, cây đang âm nụ luôn ạ. Đây, cây đang âm nụ ha. Những cái nụ hoa này á thì từ ship tới nhà cô chú anh chị ha, có khả năng là nó sẽ nở luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 43. Dạ tổng tán dài ở đây là được 66. Hoành thân là được 22 ạ. Dạ. Dạ cây có phần đế đây là được 59 ạ. Dạ, cây liền lạc sạch sẽ hết luôn, tay cành lớn hết nè. Cái dàn tàn trên đây là mịn màng luôn rồi, đang âm nụ hết cô chú anh chị. Em sẽ nghiêng cái phần bên trong cho cô chú anh chị gõ ha. Tay cành của cây nguyệt quế nè, lớn hết trơn ha. Gốc rất là đẹp luôn, sạch sẽ. Mã này là mã 10K. Cây nguyệt quế này em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 1.600.000 em bao ship ạ. À. 1.600.000 em bao ship. Một cây nguyệt quế ạ. À. Dạ. Gốc già, đế đẹp ha chú. Tay cành lớn. Nuôi cũng mấy nước dây nhiều lắm. Rồi, đổi giúp em luôn. Dạ rồi, em sang mã tiếp theo. Mã tiếp theo mã 11K. Em có một cây sâm trái. Sâm trái này là sâm trái nu ha. Những cây sâm trái này chỉ còn thiếu chậu thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà nhà mình có chậu đẹp ha, mình mua mấy cây sâm trái này về mình sang vô là em bảo đảm là cây rất là đẹp luôn á. Yeah. Em đo thông số cây sâm trái có chiều cao lên đây là được 27 ạ. Có tàn dài là được 32 ạ. Dáng giống như một con thú luôn ạ. Rồi trước hết em sẽ đo tổng cái hoành đế đây được 32 ấy cô chú anh chị. Cái thân ngay chỗ này nhỏ nhất em sẽ đo, tại vì chỗ này đo được là được 12 cm ha. Còn ở đây thì nó sẽ to hơn nè cô chú anh chị. Đó. Dạ. Ở đây to hơn ha. Rồi giót ngọn ở trên đây có một cái mặt cắt duy nhất thôi, tay cành là lớn được điểm rất là nhiều nước dây rồi nghe cô chú anh chị. Cái này ra lọc cái nữa là rất là đẹp luôn. Đây là sâm trái nu, thân nu như mai chứa thủy luôn đó cô chú anh chị. Dạ mã này mã 11K ha. Cây sâm trái này em giao lưu đến mình 1.600.000 ạ. Em ship toàn quốc ha. 1.600.000 một cây sâm trái nu ạ. Dạ rồi, 16. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Dạ rồi, em sang bên đây là mã 12K. Em có một cây sâm trái nữa, cũng là dòng sâm trái nu ha. Cây này có một số chỗ là em đã tháo dây ra luôn rồi ạ. Đang ra lọc luôn ha. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Cây có chiều cao lên đây được 38 ạ. Và tổng tàn dài ở đây được 42 ạ. Em đo tổng cái hoành đế ở đây đi ạ. Được 22 ạ. Rồi cái thân đo ngay đây được 19 cm ạ. À, đây là rễ bắt cầu hai nơ luôn nè. Ở đây nơ, ở đây nơ ha. Cây rất là độc đáo ạ. À. Rồi giót ngọn ở trên đây nha. Tay cành không còn dây ha. Đó, trong ở trong là em đã tháo ra rồi, còn những cái phần ở ngoài thôi. Đây, những cái dách ở bên đây là không còn dây nè cô chú anh chị. Đó, không có cần điểm dây nữa, đang ra lọc luôn. Mã 12K, cây sâm trái này em giao lưu đến mình giá 1.700.000 em bao ship ạ. À. 1.700.000. Gốc này rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đây. Cây này to hơn chị ha. Dạ đúng to rồi, hơn. Đẹp hơn. Tại luôn. Tay cành tháo dậy luôn nè cô chú. Nuôi cũng mấy năm. Rồi, em đổi cây luôn ạ. À. Cái nào cô chú anh chị không gỡ thì liên hệ số điện thoại của em có ở tiêu đề màn hình ha. Dạ. Rồi, tiếp theo em lên mã 13K. Em có một cây linh sam song hình. Đó.
Cây này có gọng rất là đẹp luôn, mịn màng tàn tán nha, dáng chụp có gọng C, đế thì đế đều luôn. Để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao lên đây được 53, tàn ngang được 57, dạ tàn dài được 80. Dạ, một cái phôm tàn khá rộng luôn chứ, cây tàn đa đẹp. Hoành được 25 ạ. Đế thì đều luôn. Dạ, tổng đế được 62 ạ. Dạ. Mặt nào cũng có đế hết. Em đế là em chỉ báo hạo hạo thôi nghe cô chú anh chị. Đó, mặt nào cũng có đế hết. Thân thì to luôn nè, cốt cành lớn ha. Gọng xê rất là duyên luôn. Đây, tàn là mịn màng lắm cô chú anh chị ơi. Đây nè, em nghiêng cái phần tàn cho cô chú anh chị ha. Có một số cây nó nặng quá em không nghiêng được á. Cô chú anh chị cần thì cứ liên hệ số điện thoại của em đi, rồi em sẽ hỗ trợ cô chú anh chị, em quay chi tiết cái phần xương cành ở trong. Đế đẹp quá chú. Mã này mã 13K. Cây linh xanh này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1.700.000. Em cũng bao ship tới nhà cho cô chú anh chị. Những cây thế này đây nhà em đều đóng kiện gỗ để bảo vệ dần tàn cho cô chú anh chị hết ạ. 1.700.000 ạ. Cây đẹp lắm luôn ạ. Dễ chơi luôn quý chú ha. 1.700.000 thôi. Dạ rồi. Dạ rồi, em đổi cây luôn. Em sang mã 14K. Em giới thiệu cùng cô chú anh chị một cây mai chiếu thủy nu gò công. Cái này mưu một bệ đế luôn. Đó, thân nó nu từ gốc lên tới trên ngọn ở trên đây nha. Tai cành lớn. Cái này thì về nhà mình có thể tháo dây ra được luôn á cô chú anh chị. Liền lạc hết trơn luôn. Những cây mai này là em bao với cô chú anh chị về cái độ già, nó rất là già luôn ha. Rồi, em đo thông số. Cây có chiều cao lên đây được 55. Tàn ngang của cây được 51. Dạ, tàn dài của cây được 67 ạ. Dạ, tổng cái phần hoành đế ở đây được 66 ạ. Dạ. Mặt cắt là đang kéo rất là mạnh nha. Có những cái chỗ ở trên đọt ở đây là đã liền sẹo luôn rồi, không còn sẹo luôn nè cô chú anh chị. Đó, còn chỗ thì còn, những chỗ nào chưa liền thì còn có một chút xíu thôi ha. Đó, còn những chỗ nhỏ nhỏ là đã lành hết. Cây liền lạc sạch sẽ hết. Thân nguyên một cái dách này nu luôn, ngọn. Rồi, mã này mã 14K, cây mai chiếu thủy nu gò công này em giao lưu 1.500.000. Đó, 1.500.000. Cây già cốt cành lắm luôn à. Em nghiêng cái phần cốt cành bên trong cho cô chú anh chị nhìn cho rõ ha. Đó, cây già lắm luôn, mịn màng tàn tán hết. Chỉ 1.500.000 em bao ship tới nhà cho mình ạ. Dạ. Rồi, đổi. Rồi em đổi cây luôn ạ. Em sang mã tiếp theo. Đây là mã 15K. Em có một gốc bằng lăng em ghép với tường vi màu hồng. Gốc này về cô chú anh chị sang chậu dĩa để bàn ha. Rồi, ghép màu hồng cho cô chú anh chị rất là duyên luôn. Bằng lăng rừng. Cây có chiều cao lên tới đọt là được 31, lên tới phôi bằng lăng là được 15 ạ. Tổng cái phần đế đây được 49 ạ. Cây có phần lũa đây nghe cô chú anh chị. Thì dạ, bằng lăng là lũa hết luôn cô chú anh chị, gốc nào cũng vậy hết. Tại vì nó là hàng khai thác thiên nhiên ha. Về cô chú anh chị tước được rừng này bỏ giúp em nha, để cho nó nuôi cái bo tường vi này khỏe hơn ha. Đây. Rồi, mã này mã 15K, gốc này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 450 em bao ship ạ. 450.000 em bao ship. Gốc này đẹp cực kỳ cô chú anh chị ơi, đẹp duyên lắm, sang chậu dĩa là mình chơi được rồi. Hoa nó nở ra nữa rất là đẹp ạ. Rồi, đổi giúp em. Rồi, em sang mã 16K. Em có một cây linh sam 86. Cây này là cây gin được nuôi ngay từ lúc nhỏ tới giờ thì không còn dây gì hết luôn nè cô chú anh chị. Còn một số dây ở đây nè, ngọn nhỏ thôi. Về cô chú anh chị có thể tháo ra ha. Cây này đang nở hoa rất là đẹp. Cây có chiều cao lên đây là được 29. Dạ, tổng tàn dài đây được 37 ạ. Em đo tổng cái phần đế trước đi ạ. Dạ, phần đế được 24. Rồi, thân thì cỡ cây giết long nha, được 6cm đó cô chú anh chị. Em nghiêng cái phần bên trong cho mình tham khảo nha. Cây không còn dây nha, rất là già, cây liền lạc hết trơn luôn. Đây, đây nè cô chú anh chị. Dạ, đó. Rồi, phần tán ha, phần tán mịn màng tàn. Rồi, cây này nhỏ mình để trên bàn, rất là dễ cho hoa luôn. Hoa màu tím cái này là nó chưa có nở hết đó cô chú anh chị, nó mới có một phần nhỏ thôi. Rồi, mã 16K, cây linh sam 86 này giao lưu cùng cô chú anh chị giá 600 bao chip. Chậu này là chậu nhỏ mini để bàn, em sẽ cố gắng ship luôn cho cô chú anh chị nha. Về mình cứ để gì là mình chăm nước thôi. Dạ, 600 thôi. 600.000 bao ship. Rồi, rồi tiếp theo em sang mã 17K. Dạ. Em có một cây linh sam 86 tiếp tục luôn. Đây, cây là gọng rất là đẹp luôn nè, không còn dây gì hết ha. Cây nào cũng có đế, đường cái rất là già cây. Cây có chiều cao lên đây được 31. Tàn dài đây được 39.
Mấy cây 86 này già lắm rồi cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà thích dòng mini thì mua những cây này ha. Và tổng phần đế được 34 nha. Và cái phần thân thì cũng được. Này là 9 cm. Rồi em sẽ nghiêng bên trong cho mình tham khảo à. Đó, cây già hết rồi, tay cành lớn hết, không còn dây nhỏ gì hết luôn ha. Mã này mã 17K luôn. Cây này cũng 600 luôn nha cô chú anh chị. 600 ngàn em bao ship. Tàn mịn lắm luôn ha. Hoa nó nở màu tím rực lên nữa rồi, rất là đẹp luôn. Rồi, 600 ngàn. 600. Dạ, rồi. Dạ rồi, tiếp theo mã 18K. Em có một cây mai chiếu thủy lá trung, hay còn gọi là trung nung. Cây này thì bộ lá nó già. Cô chú anh chị muốn đẹp về nhà mình lặt lá giúp em thì cây nó sẽ ra lọc, đồng thời nó có hoa. Cây đã ép chậu vô cho mình để trên bàn rất là đẹp luôn. Và cây có chiều cao lên đây được 28. Tổng tàn dài đây được 38. Cây đế nở ạ. Và phần đế đây được 22. Phần thân ở đây được 12 cm. Đây, cây thân nhỏ, cốt cành lớn hết luôn. Chứng tỏ cây đã nuôi lâu lắm ha. Ép chậu cho mình nhỏ dễ bưng bê luôn nè. Đây. Dạ rồi, mã này mã 18K. Mai chiếu thủy lá trung. Giao lưu đến cô chú anh chị giá 600 bao ship luôn. 600 thôi cô chú ha, mà cắt bít hết trơn luôn à. Tại dạ. Cốt một rất là to luôn. Cây rất là đẹp luôn. Dạ. Rồi 600 ngàn. Dạ rồi. Hết luôn rồi anh. Hết luôn chị ha. Dạ, thì đây là mã cuối của bonsai Huy Hoàng nhà em ngày hôm nay luôn. Em chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ em cái clip vừa qua ha. Thì riêng clip này em cũng nhận mong nhận được sự ủng hộ từ phía cô chú anh chị nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây dòng clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, con cũng cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi ha. Cô chú có yêu thích cây nào thì liên hệ với chị Huy. Số điện thoại trên tiêu đề trên màn hình ha cô chú. Chúc cô chú ngày mới nhiều sức khỏe. Con xin chào và hẹn gặp lại.